Liệu bạn có từng hỏi trái đất đến từ đâu và cái gì làm nên nó? Nhóm chúng tôi cũng đã hỏi như thế. Nhưng là đối với sản phẩm cà phê hòa tan G7. Nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chuỗi cung ứng cà phê hòa tan G7 nhé. Đầu tiên là dòng sản phẩm. Nguyên liệu chính là hạt cà phê được trồng tại Buôn Mê thuộc Đắk Lắk, thuộc cao nguyên miền Trung Việt Nam. Đầu tiên, hạt cà phê được hái từ trên cây, sau đó đem sấy, tách, rang để làm nên hạt cà phê đen. Tiếp theo, hạt cà phê được đóng gói và chuyển tới các nhà máy sản xuất cà phê hòa tan của Trung Nguyên. Có 3 nhà máy, một được đặt tại tỉnh Bắc Giang và 2 cái còn lại ở tỉnh Bình Dương. Khi đến nhà máy, hạt cà phê đen tiếp tục được xay nhuyễn thành bột và cùng trải qua các quá trình trích ly cô đặc và được đóng gói tuân theo các tiêu chuẩn mà Trung Nguyên đặt ra. Trung Nguyên có một hệ thống logistics lớn mạnh, có thể đáp ứng được nhu cầu của mình. Sản phẩm cà phê hòa tan G7 sau đó được vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt và cả đường hàng không để xuất khẩu đi nước ngoài. Sản phẩm cà phê G7 được vận chuyển đến các tỉnh thành và được bán trong hơn 2.500 cửa hàng, siêu thị và các quán cà phê trên khắp Việt Nam. Cà phê hòa tan G7 chiếm hơn 40% thị phần cà phê hòa tan trong nước. Các bạn vừa được xem toàn bộ dòng sản phẩm của cà phê hòa tan G7. Bây giờ chúng ta cùng đến phần quan trọng nhất của chuỗi cung ứng. Đầu tiên, các nhà cung ứng sẽ cung ứng cà phê cho các nhà máy của Trung Nguyên để sản xuất cà phê hòa tan G7. Sau đó, sản phẩm sẽ được phòng logistics của công ty Trung Nguyên phân phối đến hệ thống cửa hàng nhượng quyền của Trung Nguyên, hệ thống bán lẻ, siêu thị, tạp hóa, hoặc xuất khẩu bằng đường sắt, đường hàng không và đường biển để đến tay người tiêu dùng. Dòng thông tin là một dòng khép kín, hai chiều và là một nhân tố quan trọng trong chuỗi cung ứng. Sau dòng thông tin là dòng sản phẩm và dòng tài chính. Tiền thu từ sản phẩm sẽ được thanh toán bằng các hình thức thanh toán trực tuyến, hóa đơn thương mại, vân vân. Và tiền sẽ được phân phối về các mắt xích trong chuỗi cung ứng, từ đó tạo thành một dòng tiền hoàn chỉnh. Với hệ thống chuỗi cung ứng hiệu quả của mình, Trung Nguyên đã tạo nên triết lý cà phê vững mạnh ở hiện tại và tương lai sau này.